chua lòng, chua mì. Tất cả lại ra đây nào. Còn siro lên hẳn bên này, siro lên ghế rồi. Rồi ok, chúng ta ngồi sang bên này. Messi ngồi đấy, Messi ngồi đấy. Thư nào, cọp. Nào. Thì là Messi xích ra đây. Messi ra đây. Ngồi xuống. Siro lên. Siro lên ghế. Ngồi xuống. Chú Mi qua nào. Mi ra đây. Cọc. Gọi nó là cọc nó không thưa đâu nha. Gọi là bụi đèo nó thưa. Còn nó lo mặt đã. Cọc. Bỏ tay nha. Mọi người để ý này. Tay này, ngón tay đến đâu này. Con chó nó sẽ gặm cái đấy này. Đó. Nó sẽ liếm thôi. Nó không có cắn bụp phát đâu. Khi nó nhìn thấy tay của chủ nào, yên nào, mà cầm rất là gần thì nó sẽ liếm thôi chứ nó không cắn. Đấy. Đó. Còn khi mà cầm xa như thế này này. Siro. Thì là khi chúng nó thấy cầm xa. Khi chúng nó thấy cầm xa thì chúng nó sẽ cắn để cho nó dẫy. Siro lên. Đây, lùi lại. Chọc nữa này. Pila này. Cọc, cu te, đây nè. Cu te lên, nhảy lên, trèo lên. Trèo hẳn lên trên ghế, còn cu te không lên trên ghế thì cu te nhịn đi. Thì là này, Messi ra đây, Messi. Ngồi xuống. Cọc lên đi, cọc lên trên. Đây đây, cu te này này. Mi này. Mi này. Mi ăn sáng rồi, mi được ăn ở bên dưới rồi. Mi con lên ghế ngồi gì lên. Con cu te lên trên. Cu te ngồi đấy hả? À, lại nhặt được miếng của chị Mi rơi. Thế chị Mi có ăn nữa không? Chị Mi chán rồi hả? Được. Tila này. Messi này. Cọc. Ôi giời, rơi rồi. Siro. Mi ngồi đấy hả? Thế còn cọc ra đây ấy với Tila. Bé. Cọc lên đây. Rồi, ngồi đấy. Ngồi xuống đấy. Xuống dưới được ăn nhiều hơn. Không, ngồi xuống đi. Siro lên. Thì là Messi. Để anh xem, để yên đi nhá, để yên nhá. Xem là nó còn bắt đủ hết nữa không? Sợ nó bắt đủ hết. Cọc ơi, ăn đấm giờ. Messi, con Siro lại lên à? Siro lại lên đây. Siro lên ghế đây. Hay là Messi lên?
À, thế là siro lên. Nó xì ra đằng này. Rồi, phân biệt lần lượt. Con bé ăn trước này. Cậu ăn trước này. Ok. Cậu, cú te. Bé mà ăn chả thừa phần nào, ăn cái này tí nó dính răng. Tí nó dính răng rồi, nó dính răng rồi chúng ta sẽ khát nước. Yumi, mi ăn chán rồi hả? No chưa? Cú te này. Cho phi là miếng to này. Cho nó xin miếng to này. Siro ngồi dậy. Siro. Nha. Sợ mái đi. Đi lại. Merci. Chào. Sọ. Cái này không nuốt vội được. Nếu nuốt vội ấy, là sẽ bị nghe. Nha. Không là ăn tí nó dính hết vào răng đấy, không là phải đi uống nước, không là cứ ngồi mài răng. Rồi thế ăn mấy cái nữa là thôi chúng ta kết thúc nha. Chúng ta chỉ ăn mấy cái nữa thôi nha, ăn mấy cái nữa thôi nha. Lau mặt đi cái đã này, mặt bẩn này. Ăn từ đầu đến cuối không bỏ miếng nào. Mì đi qua ăn nữa. Siro lên ghế đi với Siro. Mi chờ tí nha. Đây là bọng gạo. Có lẽ là có pha một ít ngô, và một ít đậu tương. Có lẽ là phải cho thơm. Chiro Vila Nelsi Kute Vila Shiro Yumi chờ tí. Yumi ăn chán rồi, Yumi chờ tí. Nelsi Vila Kute Siro lên trên ghế, Siro ngồi đi, Siro.
Siro lên ghế đâu, chỗ của Siro đâu, hay là Siro nhường chỗ cho mẹ với bà? Pila đâu? Pila? Pila đâu? Pila? Pila ra đây. Dính răng rồi. Tại sao Putia ăn lại không dính răng nhỉ? Pila có ăn không? Đây, Pila đây. Siro đây. Merci. Putia. Pila. Merci. Pila. Putia. Chiro. Pila. Merci. Putia. Chiro. Ăn cái này thì rẻ hơn bánh quy. Tác dụng để kích thích chúng nó uống nước thì như nhau. Thì là mùa đông thì chó nó rất là lười uống nước. Cô Te, mùa đông con chó nó rất là lười uống nước bởi vì nước nó lạnh và nó thở nó không bị mất nước. Cho nên là như thế thì nó không có tốt cho cái bài tiết của con chó đâu. Nếu mà kích thích được cho chúng nó uống nước thì kích thích cho chúng nó uống nước, nhất là với những cái bạn mà đang nuôi cái con chó nuôi con cho đẻ thì phải kích thích cho nó uống nước. Bởi kích thích cho nó uống nước, nó uống nhiều nước thì nó có sữa, nó có nhiều sữa. Sữa là nó cũng cần dùng nước để mà nó sinh sữa. Đây thì là cho ăn con quy mồm nhá. Nào, Pila ngồi xuống nào. Thế vừa Pila chạy đâu. Rồi nha, cái gói này của anh là hình như là anh mua trị giá là 20.000 thì sao ấy. Hình như thế. Là ăn thế là hết 1/3 rồi. Mất 6.000 rồi. 6.000 là no sôi trắng chè cả bọn rồi. Có con ăn chán thì còn bỏ đi ra ngoài kia ngồi đấy. Nên là rất là đỡ tốn nha. Rất là đỡ tốn đấy nha. Để cho thấy nha, mỗi tổ dính đầy quần áo thôi. Ok. Nào. Nào. Ba đứa lên trên ghế nào. Ngồi sắp hàng nào. Messi lên đây nào. Messi đây. Lên ghế không? Messi. Lên đây. Ok, ngồi đấy. Ngồi xuống. Siro lên. Ok, ngồi xuống. Ngồi yên đấy nhá. Ngồi yên. Ngồi yên đấy. Để anh xem nào, nó đã vào video chưa? Vào chưa? Rồi, để cho mỗi thưởng cho mỗi con một cái nữa nhá. Siro này, ngồi yên đấy. Siro này, Siro nhà sao Siro lại đi nói là Pila lên thôi. Đây. Để cho chỗ con thằng Siro lên đây. Đây, Pila ở đây kia. Siro lên trên ghế một. Siro lên. Pila to quá ngồi lên hết chỗ. Siro lên. Ngồi khéo. Ngồi khéo. Lên. Rồi, ngồi xuống thật nhẹ nhàng. Ô, Messi ngồi yên đấy, Messi. Đi lại nhường chỗ à.
À, được rồi, thế để hai cho con bé nhất nhà này nó ngồi vậy. Còn cute, kia cute lại xuống rồi. Thế mà xin lại lên đi. Siro này. Nga xin. Xin lên ghế không? Xin lên. Xin lên trên. Đi bên kia. Vào bên kia. Rồi ok, ngồi đấy không? Ngồi trên ghế đó. Thế xin ngồi đây này. Siro xích à. Nga xin lên. Lên lên cái ghế. Chỉ rồ hư nhỉ, cho mẹ ngồi với xe Messi lên. Rồi, ok, ngồi xuống, quay mặt lại. Chiro không cho mẹ ngồi à? Chiro thích ăn đấm à? Chiro thì không cho mẹ ngồi, không thì không nhường chỗ. Đây, qua hai cái que này. Con bọc hộp không bọc? Bọc hộp không? Cô ta ngồi không? Cô ta ngồi xuống. Ngồi cùng. Rồi, cho cô ta miếng này. Yên đấy. Yên. Nào, Messi nhìn đây nào, Messi. Nhìn đây. Đây, để lấy cái ảnh ba đứa này. Ba chị em. Nào. Ba chị em ngồi trên cùng một cái ghế. Hy vọng là sẽ được có được một hai cái ảnh đẹp. Đây. Cho xa ra tí này. Nào. Ba đứa nhìn vào đây này. Nào. Ba đứa nhìn đây. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Messi. Messi. Ok, ngồi xa nhau quá. Đây nào, nhìn đây nào, nào kiểu gì cũng phải được cái ảnh nào. Messi, 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 cọc cứ te, Siro cứ te, Messi, Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đây để nhảy lên ngồi cùng với chúng nó luôn nhá. Rồi yên đấy nhá, mình ngồi với. Yên đấy, chúng ta sẽ vẫn đủ chỗ. Rồi cọc ngồi yên, cô Tiên ngồi yên đấy. Cô Tiên ngồi yên. Xin chào tất cả mọi người. Các bạn mà yêu thích chó, yêu chó, đang nuôi chó, định nuôi chó thì đăng ký kênh để xem các cái video chia sẻ của Rugler Gaby. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thank you and see you again.
thơm cái nào. Để anh lấy thêm cho tí nữa này. Ăn mấy cái này. Rồi anh ra anh tắt máy quay này. Nào. Chị Lô, bác này không cho xuống à hả? Ôi, xuống đi chị. Ok, tắt máy nhá. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.